Các bạn ơi, cái cô bệnh nhân mà tôi chuẩn bị tôi khám đây nè, năm nay 39 tuổi, là để minh họa cho cái tình huống mà ngày hôm qua, hôm kia có một câu hỏi gửi cho bác sĩ Ngọc, mà bác sĩ Ngọc đã làm clip rồi, là siêu âm tuyến vú bình thường có chính xác không? Rồi, là cái ca này để minh họa cái điều đó nha. Và rất là nhiều người bị cái vấn đề đó. Chỗ bác sĩ Ngọc là chuyên về ung thư, cho nên là khi mà các bạn có vấn đề là để tới kiểm tra ung thư là đến đông, thành thử là tôi có cái thông tin khá là nhiều để tôi tự tin tôi nói về vấn đề này. Thì cô này vào tháng 7, tháng 8 năm 2023 là ngay trước Tết á, là giữa năm trước á, là cô đã rờ thấy cái cục rồi. Rồi, đúng không? Bác sĩ nói đúng không? Dạ đúng. Ừ. Rồi đến tháng 10 thì cô đi khám ở một bệnh viện Đồng Nai. Cái bệnh viện này là bệnh viện tư nhân thôi. Thì người ta ghi nhận tuyến vú bình thường. Nhưng mà tôi nhìn giữa phiếu siêu âm là cái máy rất là mờ. Cho em mượn lại cái hồ sơ cũ của cổ. Đó, đây là lý do thứ nhất là không thấy được là cái máy mờ quá. Bác sĩ Ngọc hiện giờ siêu âm cho cổ là một cái tổn thương kích thước hồi nãy là đâu... 11mm. Rất là rõ. Một cái tổn thương xếp loại là tới 4C luôn nha các bạn. Một cái tổn thương trên siêu âm mà tôi xếp loại 4C là gần như 50-60% là ác tính luôn. Ác tính rồi đó. Rồi cái máy thì quá mờ. Quá mờ. Đây tôi coi chụp hình nè. Cái máy này thì làm sao mà ra được bú. Rất là mờ nha. Đó là lý do tại sao không có thấy được bú cho cổ. Và cái thứ hai là cổ nói là siêu âm quá nhanh. Đúng không? Dạ. Rồi. Và cái thứ ba siêu âm nhanh quá. Cái thứ ba là không có để tâm đến cái phàn nàn của bệnh nhân. Cái đưa bệnh nhân đi khám là cái gì họ đã không để tâm tới. Lý do họ đi làm thuê. Họ đi làm thuê cho một cái cơ quan. Thì chả việc gì phải làm cho nhanh. Cái việc của họ là trong một cái khoảng thời gian đó khám cho nhiều nhất, để lãnh được tiền nhiều nhất thôi. Chứ họ không có chú trọng đến cái chuyện là ra bệnh cho mình đâu. Thì khi vô đây cổ nói bác sĩ Ngọc, em rờ thấy cục ở đây, là bằng mọi giá là khu vực đó tôi phải kiếm cho ra cái vấn đề của cổ. Rồi, đó là ba cái lý do mà tại sao mà cổ đã không siêu âm thấy vào tháng 10. Nhưng mà cái cục đó là cổ phát hiện từ tháng 7, tháng 8 rồi. Nhưng mà tính tới giờ này em thấy nó to hơn không? Dạ không, nó ừ. Chỉ có mấy ngày mà hành kinh đó, thì em rờ thấy nó to hơn, còn hết kinh thì nó chỉ nhỏ lại hơn. À, cái đó là mô tuyến nó sưng lên, chứ nó vô hình chung nó làm cái bú em nó to lên. Thì đối với những cái bú á, ác tính á, bác sĩ Ngọc nói rồi, khi mà nó còn nhỏ, nó trên dưới 10mm á, thì lúc đó nó chưa có phát triển nhanh đâu. Nhưng mà chỉ cần nó vượt 2cm một cái là nó diễn tiến nhanh. Lúc đó nó sẽ đi vô hạch rồi nọ kia, phải không? Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi làm xét nghiệm tế bào cho cổ cái bú. Nghiêng bên kia, xích qua đây. Rất là rõ luôn á. 11 thôi à, để rõ lại. Có vi vừa hóa rải rác chị. Tính ra vậy là 5 luôn rồi. Bi rách 5 á, kém. Bi rách 5 là 80% ác. Nhưng mà nếu như cô này mà kết quả ra giống như bác sĩ Ngọc nói là nó thiên về ác, kết quả tế bào chiều nay á, thì cổ vẫn là giai đoạn 1 ha. Thì cái giai đoạn 1 là sao? Giai đoạn 1 là sau khi điều trị mình có thể tái tạo được nè. Rồi sau điều trị ổn định đâu đó thì thời gian sống khỏe, sống bình thường, sống vui vẻ, sống hạnh phúc, sống đẹp đẽ, sống thẩm mỹ là nó khoảng chừng hơn 20 năm. Còn mình bi quan, mình tiêu cực, mình không có theo đủ phác đồ điều trị thì đương nhiên là cái thời gian nó phải rút ngắn lại.
Và nếu mình muốn cái thời điểm, thời gian đó nó kéo dài thì mình phải có hành trình chữa lành tự nhiên. Nhủ. Rồi, chiều nay 3 giờ sẽ có kết quả của cổ. Rồi, xin chào các bạn nha.